Cái này là kiểu dẻo nha các bạn. Mời con bỏ con nước xong rồi hành bự luôn rồi. Nó nở ra hả? Mời mập bự luôn rồi. Ừ. Còn con kiểu dẻo bình thường đây. Cái này là chưa có ngâm nước đúng không? Chưa ngâm nước. Còn cái thành phẩm mà ngâm nước không? Đây. Đâu, thành phẩm ngâm nước đây. Mấy đứa nhỏ nó sáng tạo luôn. Ví dụ ngâm kẹo dẻo á mọi người, ngâm kẹo dẻo vào trong cái nước đá để nó ra cái thành phẩm này. Đó. Thay vì muốn uống trà đá, bây giờ uống trà trái cây nè. Cái xanh này không biết là của cái gì nè. Màu này là màu của cái che mặt lại. Rồi, bánh xèo giờ có sẵn nha các bạn. Con nay mai cũng làm diễn viên được á. Nãy con nói con chú cứ tuyển như thiệt chứ bọn. Giá là quýnh hay đâu. Má lên. Thế rồi con nói bụng. Bây giờ ngồi là làm rau này. Đau á, có nội công á. Mấy người mà học nội công á, đau. Gãy không trời. Gãy. Mình đi học võ cho nó khỏe mạnh đó. Cơ xương rồi con giờ chưa phát triển nè, nó hơi dây là hơi bị ốm á. Không đi học. Xương không. Nhưng mà bớt ở đây nè. Cơ tập môn gì cơ. Bưng bánh xèo chạy cơ luôn. Quá. Rồi, chuột rồi, dữ dằn. Đâu. Đó không phải con chuột mà là con chuột. Chuột nhắt nè. Vừa mới vận công cho nên bây giờ là đi xếp lá chuối á. Gọi là làm rau như bất ngờ là làm bất ngờ nó mới đau chứ mà người ta gồng chú đi con. Tay gồng tay gồng đâu đâu không nổi làm gì không nổi làm đâu bốn cái đầu giờ chiều mà nói đi công việc kiệt mới có cơ hội á, có cơ hội thể hiện đầu giờ mà khổ quá. Cái chảo đá mới á Hà ơi, chảo đá mới hả ông nội làm có được á, mới xử lý á. Chảo đó khó chiên, nó dính. Bởi vậy đồ ngừa là biết hết chứ, quan trọng lắm. Giỏi. Quý ông bà cô chú xem lý chứ. Quý ông bà cô chú sẽ chán luôn đó. Đem vô hả con? Để bay cái cho ông nội đậu chả hả?
ông nói không, nói không? Thối cái này thối nó thổi vô. Anh kia cánh nhen thối quá trời. Lấy khẩu trang cho em, cho anh đeo vô con. Ừ, nắng tội anh. Đang ra tội anh. Anh đang ra ra ngoài đường mà mấy bé thiếu nhi thấy kêu sao anh này đang ra dữ vậy. Con này là chung một gia đình. Như mấy chú đứng mà nén được nè, đang da một xíu cũng không sao. Đó, đúng rồi, đeo khẩu trang vô nhanh. Giúp đâu rồi, dữ vậy. Tình thương minh thương. Mấy bé này sát 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 của con gái nó đang ăn trai nha rồi. Mới vào phải bị rấu tay. Anh múa không được. Giờ tay yếu quá. Con ở bà nội đang làm lại rồi. Chưa đổ đường cái nữa mà. Đây nè, cái này nó cháy nha. Chưa. Wow, cái đó đẹp đó, cái đó rất đẹp luôn. Cứng ngắc luôn á, thấy không? Cái đấy giòn, đẹp. Một cái không giá nữa chị chú. Hai cái không giá, hai cái thường. Đó, cái thường cô bỏ ra đi. Bỏ vô trong hộp đi. Cuộc sống quá. Lấy đâu giờ, bắt công. Lấy đâu mới bắt công. Dạ, công. Đúng là thay thế cho bà nội một lúc đấy. Mình làm vậy là mình phải làm mất thình lình để người ta gồng là nó đậu đau. Chưa. Con mà làm sức mạnh cái là chú chịu không nổi luôn á. Bỏ chứ. Đúng rồi. Con làm mà cái đây khẩu trang vô nha, chứ không có thấy nóng á. Mình thanh niên mà. Rồi bỏ cho chú đi về luôn nè. Giờ mới ít khách là tranh thủ rồi. Rau. Rau hai cặp, còn hai cái thường nữa. Bốn cái lận. Có thêm hai cái nữa. À, từ nãy con cứ tưởng là hai cái. Con chỉ ngủ đưa cho chú đi. Đúng. Đi ngủ ra. Nhập tâm đi, có thiệt của kia. Nhập tâm đi. Ôi tối chạy nước mắt, mình đứng tới tối mà cay mất, còn chạy nước mắt luôn á. Đổ mồ hôi mát luôn. Tối. Củi á, mình bếp củi á. Cái củi là hai cái không đồ xanh. Dạ. Ôi chào mọi người. Đây là bà chào rồi các bạn. Hai cái đặc biệt không đồ xanh. Bình Thạnh á? Ở Bình Thạnh luôn hả?
Bà đi qua khu vực này. Tại chỗ luôn anh. Nó trong trên. Cái gì hả? Đó, nó gì anh lên đây xíu để mấy cái anh. Hai cái mười gì? Hàng xóm, hàng xóm, hàng xóm. Hàng xóm. Ăn mấy năm rồi. Ăn mấy năm rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Ba đứa cưng lắm. Dạ. Ngoan nữa. Dạ. Cô. À, chụp hình luôn với con hả? Cô quay video. À, muốn quay video à? Đây, 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 đây. Rồi, cô vô quay đi. Dạ, dạ, dạ. Bình Thạnh đi xa à? Trời ơi, mai chuyến xe buýt. Đi xe buýt hả? Đi xe taxi qua đây tới 200 ngàn, 200 mấy rồi. 200? Sao đi Grab? Đi Grab dễ hơn. Một cái luôn hả? À. Cái 10 cái luôn. Mấy cái anh? Đây có kịp khoản không? Có, mua. Đó, mua. Vô vô, dính. Chắc là đây, chắc là kia là... 3 cái đi. Yeah, cái tiền mà đi taxi nhiều tiền hơn ăn bánh xèo. Giao trước hay rồi ship muốn qua đây để tao coi nó đổ. Coi nó đổ. Đây là bà cụ đó hả? Bà cụ hả? Mẹ chị hả? Không có bạn. Bạn hả? Không ship mà còn không biết, nhưng mà thường là chỉ 30 ngàn thôi. Còn cái tiền mà ship là cái Grab nó lấy tùy phong cách nó lấy, mình không biết. Mà đây. Chú chuyển khoản. Đây còn cô trước nữa nè. Rồi ra coi đổ bánh xèo luôn, cũng quay thiệt. Bà ngoại ở từ Bình Thạnh vô đến. Đông nhưng mà có anh khách kia là chờ một tí nha. Hết giá. Thành phố ơi, giá thành phố ơi. Hết bàn luôn rồi, chờ. Ông gái, xong anh cho mấy tâm cho ông này, ông bàn kìa. Chưa rồi. Dạ. Chưa có rồi, lấy 30 ngàn cái. Nhưng mà chưa có. Chờ một chút xíu. Cái chảo này hồi chiều bị dính nhưng mà bây giờ là đổ ngon rồi các bạn.
có hai anh chị áo đỏ đó. Ngửa kìa. Thằng đây kìa, hai cái đây hả? Cái gì hả? Chờ nha, xíu chờ xíu, chờ. Một cái à? Ở đây một cái, bên kia hai cái. Đặc biệt ở đâu? Ở đất ở đâu? Chờ tí. À, phần khách chờ ở ngoài, còn khách chờ ở trong nữa các bạn, cho nên là khá là lâu. Nhưng mà ông bà nội sử dụng tốc độ của kinh nghiệm và rất là nhiều yếu tố. Như anh Thái Công nói. Thái Công hả? À. Doanh nhân Thái Công hả? Doanh nhân Thái Công rất là đang tỏ trên tập đoàn. Thế hàng nào nhóc rồi nó cứ nhắc Thái Công riết. Thái Công nào? Bên kia khách là một doanh nhân rất là đẳng cấp. Còn bạn không? Còn bạn không? Còn bạn nó hít. Còn chỗ luôn bạn gái. Từ. Xuất sắc rồi mới rồi. Con gái, không cái ghế nào không, đưa cho bạn ngồi xíu không? Kia này có một cái ghế kia. Lấy cái ghế cho bạn ngồi. Nói con cháu giờ nó là dễ ăn rất nhiều.